nó luôn là cái gian phải chị hai Bên này không có chút mày để căn tôi bậc hai của S nhân 1 trừ S chia căn N thì nó cũng là chính là sigma chia căn N các bạn. Rồi S cộng cho dãy alpha chia 2 nhân cho căn bậc 2 của thằng S nhân 1 trừ S chia cho căn N thì nó giống nhau. Các bạn cứ tính cái sigma này để cho cô. À epsilon này ra cô. Các bạn một cái cộng trên hơn bạn cộng, cộng dưới thì các bạn trừ. Đó, thì nó y chang nhau. Thì không biết rằng là các bạn thấy ổn không? Người cho cô cảm nghĩ là hôm nay làm luôn được không? Cô vừa làm vừa học bài. Cái trong tờ bài tập của mình nó cũng hết dạng bài tập rồi. Ổn không cả lớp? Mà các bạn ok không? Rồi, giờ cô qua đi giảng một bài tập về tỷ lệ cho các bạn. Rồi, bài tập về tỷ lệ thì cô sẽ giảng cái bài số 11. Các bạn nhìn nè, tính toán trong quá trình xử lý ảnh gì đó thì một mẫu ngẫu nhiên gồm 300 cái mẫu kiểm định nè mà có 13 cái defective là cái gì vậy hả Nam Huy? Mọi người Lỗi không? Ê, gọi nhé. cái lỗi vậy thì các bạn nè, các bạn ơi cái bài này nó dễ lắm, các bạn thấy cho cô này, trong trong 300 cái mẫu test có phải là n nhỏ không mọi người? Cái mẫu của mình đây là n nhỏ mà có 13 cái có đặc trưng t, đây là đặc trưng t này, hồi nãy đặc trưng t của cô là nam còn bây giờ đặc trưng t của cô là lỗi, vậy cái thằng này là m nhỏ này, từ đây các bạn suy ra cái s nhỏ của cái mẫu là bằng 13 chia 300 được không? Vậy cái khoản tin cậy nó sẽ là s nhỏ trừ epsilon và s nhỏ cộng epsilon. Giờ mình mới đi tính tiếp nè, nó sẽ bằng nè, nó sẽ bằng nè, giờ công thức có hết rồi mà cái z alpha chia 2 của mình không phải 95, ai nhớ ra luôn được z alpha chia 2 bằng mấy, cô cho điểm cộng nè. Không thì tra bảng phi ngược của một alpha chia 2 sẽ bằng phi ngược của 1 trừ 0,05 chia 2 sẽ bằng phi ngược của 0,975 nó sẽ bằng 1,96 nhớ luôn nha. Vậy thì cái này nó sẽ bằng, em bấm máy tính giùm cô là cái 13 chia 300 nó bằng bao nhiêu, em làm bốn chữ số học phần giúp cô cái. Ba chia 300 là 0.43, 0.043, Ba máy nha. 33, Ok. Rồi vậy thì các bạn ba máy nè. S cộng cho dãy alpha chia 2 nhân căn bậc 2 của S nhân 1 trừ S chia cho N. Có N là 300 rồi, S có rồi, dãy alpha chia 2 có rồi. Ba máy tính thì đẹp cho cô. Thay vô là 0,03433 hả? Trừ cho 1,96 nhân cho căn bậc 2 của 0,03433 nhân 1 trừ cho cái nó 0,03433 chia cho 300. Thì bản chất cô làm nhanh á là cô bấm cái epsilon trước, bấm cái thằng này trước. Epsilon trước, xong một tí nữa cô lấy cái này cô trừ epsilon rồi lấy cái này cộng epsilon rồi ra. Đó, tương tự như vậy em làm ra. Vậy thì bấm máy cho cô được cái cặp dưới bằng bao nhiêu, cặp trên bằng bao nhiêu. Đó. Là nó xong cái bài này thôi. Đơn giản lắm các bạn ơi, cái chương này là đơn giản, cực kỳ đơn giản so với cái chương xác suất nha các bạn. Cộng y chang các bạn Đây là ghi điểm kết epsilon, thúc, y mặc chang. mặc định là phần đứng cuối cùng của Mọi người hiểu ý không? Các bạn hiểu ý không các bạn? Hơn Quốc Cường, Trường Giang, Hữu Tài hiểu ý không các em? Cao.
khoảng Cô ơi, cái F là 0,0433 mà cô không có cái F. 0,0433, 0,0433 của Sorry. 433. 0433. 0433. Cô cảm ơn nha. Mọi người ơi, cô hỏi một bạn nha. Đức Cường có đó không em? Alo, Thái Hưng có đó Có cô em, hiểu bài này không không cần phải sẽ được coi gỗ giấy luôn. hoặc cao? Áp dụng công thức của em có F rồi, có giấy alpha chia 2 rồi, có đường áp dụng công thức này thôi à. Được không? Ổn không? Không em? Hay là cô phải ôn tập lại chương 8 với các bạn một lần nữa? Không không? Ổn cái bài này ổn không? Cô làm vậy các bạn em có bị hiểu không? Tại vì có n rồi nè, có m rồi nè, chia ra được f nhỏ nè. Có gamma là 0,95 suy ra được giá alpha chia 2 rồi nè. Rồi áp dụng công thức của mình thôi là ra được bài này. Và tiền khoản tin cậy hai phía của cái độ tin cậy là 95% thì ra được cái công thức này. Ổn không hơn? Ô cô cảm ơn nè. Rồi cô cảm ơn nghe. Rồi Cường ổn không? Cường Giang ổn Trường Giang ơi, để cô hỏi ý kiến mọi người, để cô cho Dạ ổn cô, chưa làm nhớ cô công cho thức làm rồi. bài ca chứ không có gì hết á. Cô cho làm bài kiểm tra thì vừa làm 1 tiếng đồng hồ sau học thì cho các bạn làm thoải mái sử dụng tài liệu luôn. Có 4 công thức, có 5 công thức mà cô gắng nhớ thôi à. Rồi trong lúc làm thì coi như các bạn làm bài tập luôn, chứ từ bài tập thì mình cũng làm khá là hết rồi đó. Có mấy bài à, có mấy dạng đó à. Thì không biết là hôm nay là 24 bạn đi học, 29. Ok không mọi người? Hay là cô ôn lại? Mọi người cho cô cái ý kiến này. Giờ ai muốn làm bài kiểm tra thì nhắn là 1, ai không muốn làm thì nhắn là 0. Để cô biết. Ok không? Rồi, nhắn đi các em. Cho sử dụng tài liệu nha. Còn đến thứ bảy thì mình sẽ làm, hoặc là đến thứ sáu mà mình sẽ làm đó, thì sẽ là thời gian ít hơn nha. Cô cho học bài và không sử dụng tài liệu nha. Hôm nay thì các bạn cũng như là vừa làm vừa ôn luôn. Rồi hôm sau cô sửa thì trong lúc sửa thì có điểm cộng luôn, thì các bạn cộng vào bài này. Rồi mọi người, rồi sao rồi? Rồi còn các bạn khác thì sao? Được không? Không thì thoải mái à, cô ôn lại chương 8 rồi có gì đâu. Rồi không, vậy thì thứ sáu làm nha, ok không? Còn thứ bảy thì để giải đề, chứ để thứ bảy làm thì hết một buổi chiều thứ bảy mất tiêu rồi. Vậy thì hôm nay cô ôn tập lại chương 8 thứ sáu làm nha. Ok, hỏi ý kiến mọi người nè. Rồi vậy thì thứ sáu mình làm bài quiz. Vậy thì giờ hôm nay cô sẽ ôn tập lại cho các bạn cái chương 8 để thứ sáu các bạn làm cho tốt, ok không? Rồi
Hôm trước á là mình làm bài tập đến bài nào rồi nè? Vậy thì hôm trước bài 6 làm chưa vậy hơi? Em có Hôm trước. chưa, hình như mình mới làm có hai bài đầu. Vậy hả? Dạ. Rồi ok, vậy thì giờ cô làm lại tất cả các dạng của các bạn năm dạng đó nha, năm bài tập nha. Ok nha. Rồi các bạn nhìn vào một cái đề này, các bạn nhìn thấy có con epsilon á là nó thuộc dạng một rồi cho cô. Nhìn vào cái đề á. Rồi giống như bài 7 nè. Thấy có epsilon không mọi người? Cái bài này các bạn tự bấm máy tính nha. Rồi bài 7 này các bạn. Rồi cái bài 7 này thì người ta nói cái gì? Và các bạn đọc thử cái đề đi. Thì cái đề bài này thuộc trường hợp 1. Cô nhìn vào cô thấy là kiểm định cho thằng min. Min là mi. Mi nhưng mà có biết epsilon. Biết thì, vậy thì suy ra trường hợp 1. Trong đầu các bạn trường hợp 1 thì các bạn tưởng liên tưởng đến công thức gì? Ai trường hợp 1 liên tưởng đến công thức này hỏi của hỏi nha. Chiều hôm nếu mà trường hợp 1 trong trường hợp là ước lượng thằng mi mà sigma đã biết thì trường hợp 1 mình liên tưởng đến công thức gì em? Rồi bên này em nói không nổi rồi. Ok vậy người này thanh hiệp. Nếu mà trong trường hợp mà ước lượng cho thằng mi nè, giá trị là mi nè. Mà thằng sigma đã biết là sigma đã biết nè. Vậy thì mình nhớ đến công thức gì? Có phải là x trung bình trừ epsilon không? Và x trung bình cộng epsilon không? Đồng ý không? Rồi, mà x trung bình của mình á, mình coi thử cái bài này có cho x trung bình hay chưa? Mình nhìn lên trên, mình coi cho cô, bài này họ có cho x trung bình cho các bạn. À có người ta cho là 98 các bạn. Rồi các bạn đọc đề nha. Mọi người coi nha, cái này là nó to sigma rồi nè. Nó cho trung bình của cái breaking breaking strain này nè. Đây là trung bình của thằng này nè, là 98 nè. Đó. Vậy thì chúng ta đã biết được là x ngang nè sẽ bằng 98. Rồi. Có gamma bằng 0,95. Vậy suy ra alpha nó sẽ bằng 0,05 và suy ra z alpha chia 2 bằng mấy các bạn? Hồi nãy vừa cô vừa nói đó. Bằng mấy các Phải chính bạn? sao? 1,96. Rồi, các bạn có thông tin hết rồi, các bạn đáp vô cho cô. Các bạn đi tính thằng epsilon này ngoài đây, epsilon luôn luôn bằng z alpha chia 2 nhân với sigma chia căn n. Vậy thì nó sẽ bằng là 1,96 nhân cho sigma là bằng nhiêu? Bằng 2. Chia căn n, n là nhiêu? N là nhiêu mình tìm n coi là 9 mẫu nè, lại n bằng 9 nè. Đó. Vậy chia cho n, chia cho căn của 9. Em tính này giúp cô bằng nhiêu? Em thay vào đây. Lấy 98 trừ epsilon là thằng này. Có máy dùng cô đi mấy bạn. Rồi, lấy 98 cộng cho thằng này ra được đáp số.
Bao nhiêu em? Sigma là các bạn làm bao nhiêu? Epsilon là các bạn bao nhiêu? Phúc Thiên, em bấm máy tính giúp cô cái. Chấm 3067 rồi. 1.3067. Em thay vào đây. 1.3067. Em lấy 98 trừ rồi lấy 1.3067. Lấy 98 cộng thì ra được hai cái cộng. Là tu sai là hai phía. Còn khi nào nó kêu là upper thì phía trên là mình lấy cạnh trên. Còn khi nào nó kêu lower thì mình lấy cạnh dưới. Hai cô cho bài quiz này về nhà làm nè mọi người. Sau hôm nay ôn tập rồi về nhà làm được không? Được. Ok, về nhà làm nha. Ngày thứ sáu học bài mới nha, thứ bảy qua sửa bài quiz nha. Rồi các bạn comment hết cho cô là mọi người làm được bài này không, để cô biết cô đi tiếp này. Hoặc là cô làm tiếp một bài này. Comment giúp cô này, số 1 là hiểu, còn số 0 là không hiểu. Tất cả các bạn luôn. Rồi những bạn khác thì sao nè? Cái công thức này đâu mà có thì các bạn coi lại video trước nè, cô đã chứng minh rồi nha các bạn. Đó, cái công video trước thì cô đã chứng minh tại sao nó có hàng này là chuyển vế rồi dùng xác suất rồi ra được cái công thức cuối cùng. Do mình làm trắc nghiệm, mình không có đi theo tự luận nên cô phải cô làm theo cái phương pháp này. Chứ còn mà hồi xưa cô dạy tự luận là phải làm đến 5 6 bước, ước mỗi thiếu mỗi bước là thiếu điểm hay mà. Vì thi cuối kỳ nó có 3 câu thôi, một câu ước lượng, một câu kiểm định, một câu hồi quy tương quan. Nên cách trình bày nó rất là quan trọng, nhưng bọn em là không phải học về tự luận. Nên giờ cô không có nói cái về cái vấn đề bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 mà cô nói đáp án cuối cùng luôn. Là cái công thức này là phải nhớ. Với epsilon là thằng này là phải nhớ, bắt buộc trong trường hợp 1 có sigma thì dùng sigma. Rồi, đã bấm giùm cô đi. Rồi, Đức Cường, ok, cảm ơn nghe. Rồi, mọi người ổn bài này không? Cô qua giảng trường hợp 2 nha. Ổn nha mọi người, vô thấy sigma là nhớ là hai cái chữ là lấy min nè, là thằng nguy nè. Và thấy sigma là thuộc trường hợp 1 nè. Đó. Đó, không có gì phải do dự lăng tăng hết. Như vậy đó. Rồi, ổn chứ hả? Rồi qua trường hợp 2 nè. Câu 9 nè, ví dụ như câu 9 nè. À, câu 9 thì nó dễ quá. Câu khác đi, câu 9 nó cũng là một trường hợp tại nó cho sẵn cái thằng S luôn các bạn. Các bạn thấy câu 9 nó cho thằng S rồi, nó không cho sigma thì dùng S làm y chang lại bài hồi nãy. Nhưng mà một bài khác nó cho như vậy nè, nó hay nè. Đây, bài 3. Bài 3, các bạn đọc bài 3 giúp cô nè. Các bạn nhìn nè. Các bạn cũng nếu mà không biết tiếng Anh thì mình cũng không có lo lắng gì các bạn ơi. Tại vì các bạn nhìn và nhận diện được từ khóa nè. Thứ nhất là có 100 cái motorbike nè. À, cái sample random của mình là 100. Và cái này là cái gì mọi người?
hỏi một bạn nha. Phúc Thiên, cái này là đối với em là cái gì mọi người? Cô điểm danh luôn nha mọi người. À Hán Đạt, theo em thì cái này là cái gì? 100 là cái gì Đạt? Dạ là N cô. Đúng rồi, N nhỏ 100, chính xác. Tiếp tục, cái so đát, cái 100, cái 100 cái nhỏ này nè, nó so đát có nghĩa là nó đang đợi chỉ ra rằng cái motorbike này nè, nó đi trung bình với, trung bình thấy chữ average không, trung bình 23,55 km, thì cái trung bình này là cái ký hiệu là cái gì vậy bạn Hoàng Minh? Dạ cái này em nghĩ đó là ngang. Chính xác, đó là con nó bảo, đó là x ngang của mình nó sẽ là bằng 23,500. Rồi với standard deviation 3,3900 này là cái gì vậy? Thì em đoán là sigma hay là hằng S? Thái Hương? Dạ. Em nghĩ chỗ này là hằng sigma hay hằng S? Là cái này standard deviation nè, à, cái này nè. Là sigma. Vì sao là sigma vậy? Nó tại vì nó thuộc cái mẫu gồm 100 thằng này các em, hiểu không? Yeah. Anh đặt sao đáp được hai cái dữ liệu này thì cái thằng này là thuộc của cái thằng 100, nên nó chính là thằng, nó là thằng S chứ. Nó là cái data của thằng S chứ không phải là sigma. Cô nói anh nói sigma cô cũng làm theo luôn. Có nghĩa là cái này á là của cái mẫu 100 thằng này nè. Đó, nhớ nha các bạn. Đó, nên cái này là thằng S, nó so đáp được hai cái dữ liệu này mà. Đó, cho nên cái này là thằng S nha các em. Đó. Rồi tiếp, xây dựng cái khoản tin cậy 99%, 99 là cái gì vậy bạn? Nói cho cô coi. Lam Trường. 99 là cái gì? Lam Trường. Nè, 99 là cái gì vậy? Gamma, gamma này đọc là gì? Có phải vậy không? Đúng không? Ok. Vậy từ đây em suy ra được alpha bằng mấy? Một bạn nha, một bạn khác nha. Tắng không? Tắng trung. À dạ. Alpha bằng mấy em? Alpha là một ý nghĩa. Nó phải bằng 1 trừ gamma không? 1 trừ không phải 99 bằng nhiêu em? Thì cũng là 0,01. Rồi, vậy từ đây Z alpha chia 2 sẽ bằng Z alpha, Z của 0,01 chia 2 nó sẽ bằng phi ngược của công thức này, phải nhớ, 1 trừ alpha chia 2 nó bằng phi ngược của thằng gì? Ai nhớ luôn 0,99 bằng bao nhiêu không? Còn không nhớ đi tra bài cô nè. 2.58. Đúng rồi, nhớ luôn 2.58, còn không nhớ đi tra bản lấy 1 trừ 0,01 nên là còn 0,995 hả? Các bạn coi lại, trừ lại đi ra nè, rồi nó sẽ bằng là 2.58. Đó, vậy các bạn có Z alpha chia 2 rồi nè, có S nè, có X nè, có N rồi. Vậy vừa công thức là cái gì? Bạn lập cho cô cái Việt Thắng. Đây là thuộc trường hợp máy, có S thì là trường hợp máy đấy em. S nhưng mà mình đang đi tính là ước lượng cho cái trung bình nè, thằng My nè. Vậy trường hợp máy đấy em. Trong 3 trường hợp này là trường hợp máy. Trường hợp 3 coi. Có S mà, N 100 chứ phải N nhỏ 30 đâu. N của mình bằng 100 mà, đúng không em? Hiểu không? Hiểu không em? Cái bài của mình này là N bằng bao nhiêu đây? N của mình bao nhiêu đây mọi người? 100. 100 thì mình dùng trường hợp nào các bạn? Có S mà có N bằng 100
Thì dùng trường hợp nào? Trường hợp 2 thì các bạn nhớ công thức này nè. Nhớ công thức số 2 này nè, là x trung bình trừ epsilon cộng x trung bình cộng epsilon. Đó. Những cái trường hợp 2 này các bạn nhớ trường hợp 2 cho cô. Vậy cái trường hợp 2 nó thuộc trường hợp 2. Vậy nó sẽ là khoảng ước lượng này, hoặc khoảng tin cậy nó sẽ là x trung bình trừ epsilon x trung bình cộng epsilon, với epsilon nó là luôn luôn nó bằng z alpha chia 2 nhân s chia căn nữa. Có sigma thì dùng sigma, không có sigma thì dùng s. Còn sigma alpha chia 2, z alpha chia 2 là 2,58, s đó là 3900 chia căn nữa là căn 100. Bấm này dùng cô bằng nhiêu? Một bạn bấm giùm cô nha. Trường Giang bấm giùm cô đi, Trường Giang. 1006,2. 1006,2. Rồi, em lấy 3500 nè, em lấy 3500 là cái ít trung bình của em nè, thấy không? Ít trung bình không? 2300. 00. Em trừ đi cho 1006,2 rồi lấy 23500 cộng cho 1006,2 thì nó ra được hai cái cộng, thì đó chính là cái khoảng ước lượng của mình. Hai phía có hiểu này là thay lượng khoảng ước lượng tin cậy rồi. Ok, mọi người hiểu bài này không? Bạn Đức Cường, em hiểu bài số 2 này không em? Rồi cô. Ok, nhận dạng được dạng 2 chưa? Rồi. Các bạn khác comment cho cô các bạn hiểu bài này không? Rồi, cảm ơn Trường Giang, cảm ơn Quốc Cường. Rồi. Những bạn khác nữa nha. Để cô biết cô đi, còn không thì cô giảng lại. Mình làm trắc nghiệm thì mình làm nhanh vậy thôi các bạn, chứ không có thể nào mà trình bày từng bước là hết giờ mất tiêu rồi. Bấm máy tính thì đẹp, nhìn vào cái đề coi thử ước lượng gì, mi hay là varian. Nhớ chỗ này nha, nhớ chỗ này min hoặc âm, hoặc là từ trung bình thì là mi, còn varian thì là cái trường hợp sigma rồi. Đó. Rồi các bạn nhìn hiểu bài không? Hôm nay cô không có record nha, mấy bài này thì cô nghĩ nó đơn giản thôi, nó không nhiều to, cô gửi cái file cho các bạn thôi. Thôi cứ record đi, cứ đợi các bạn lại cần. Rồi. Các bạn coi bài này hiểu rồi đúng không? Vậy thì giờ cô qua cái dạng thứ 3 coi nè, các bạn coi nè. Rồi mọi người đặt đề đi. Follow được một cái ghi nhận được về cái thời gian trên một giờ, và nó sẽ có những cái đưa data như vậy. Giả sử rằng á, cái này nó có tuân theo một luật phân phối chuẩn. Chuẩn là mi và sigma bình phương đó các em. Đó. Tính tìm cái khoảng ước lượng cho hằng min giải thuộc là trường hợp 1 là cho hằng mi. Nhưng mà trong cái trường hợp 1 nó có 3 trường hợp 1, 2, 3. Vậy thì em chọn trường hợp nào và lý do tại sao? Bạn Quốc Bảo, em chọn trường hợp nào và lý do tại sao em? Trường hợp 1 là sigma đã biết. Trường hợp 2 là sigma chưa biết. Quốc Bảo có đi học không?
bảo có đi học không em? Đi học thì con nói là có nha, còn cô thì cô cũng trả lời cho em thôi. Duy Thịnh. Tại lớp mình không có ai giơ tay tương tác nên cô bắt buộc phải gọi thôi, các bạn thông cảm cho cô. Theo cô, cái trường hợp này thì theo em nó là ước lượng với thằng My rồi, mà My có 3 trường hợp thì theo em thuộc vào trường hợp nào? À, em nghĩ là trường hợp 1. Vì sao? Tại vì mình không biết cái bình phương, sigma bình phương. Trường hợp 1 là đã biết em. Ví dụ trường hợp 1 là như thế này, là trường hợp 1 là đây. Đây là trường hợp 1, nhìn vào cái là biết trường hợp 1. Là sigma đã biết thì dùng công thức này. Dùng sigma đã biết thì dùng sigma này. Giá phải chia 2 nhân sigma chia căn n. À. Còn cái trường hợp này là sigma chưa biết, chưa biết mà nó dùng của mẫu. À, dùng của mẫu thằng S này, thằng S là trường hợp 2 này, chưa biết nhưng mà mình dùng của mẫu. Thì trường hợp 2 này là thay sigma thành thằng S này. Còn cái trường hợp này đối với em á. À, em nghĩ là trường hợp 3. Vì sao? Vì sigma mình chưa biết. Rồi. N nó nhỏ 30. Rồi N bài này là bằng mấy? Đếm luôn. Vậy thì mình chọn trường hợp 3 này. N bài này bằng mấy? Đếm được em. 15. N 15. 15 có phải nhỏ hơn 30 chưa? Nhỏ hơn chưa? Rồi, nhỏ hơn. Từ cái mẫu này, em tính cho cô thằng X trung bình bấm máy tính giúp cô, thằng S bấm máy tính giúp cô. Là em đã có hai thông tin của hai thằng này rồi. Bấm máy tính đi các em. Dạ rồi, cô cảm ơn em. Một bạn khác bấm máy tính ở nhà Hoài Nam bấm máy tính dùm cô X trung bình nè. Quốc Cường bấm máy tính dùm cô thằng S nè. Hoài Nam, Quốc Cường có đó không? Biết cách bấm máy tính chưa? Hôm trước cô giảng rồi đó. Hoài Nam, Quốc Cường có đi học không em? Có cô ơi. Có máy tính đó không? Cái máy tính hết pin, em chưa thay pin không? Ok, rồi bạn khác tính dùng cô đây cả lớp luôn. Mọi người cùng nhau làm bài đi mọi người. Biết cả đấy. Đức Cường đã Hoài Nam có đi học không? Cô điểm danh luôn nha, trong lúc chờ đợi cô điểm danh nha. Đắc Minh. Tố Quyên. Dạ có. Ok, Quyên bấm giùm cô với Quyên. Đức Khải là x gạch ngang là 3.7867. Rồi, S. Dạ, S bằng 0.9709. Rồi, các bạn nào làm ra giống đáp án của bạn Quyên, comment số 1 giúp cô cả. Các bạn có biết canh máy tính, bấm máy tính này không mọi người ơi? Trời ơi, cô khổ tâm quá mà. Các bạn không biết bấm máy tính này thì chương 1, chương 2, chương 3 của phần thống kê không biết làm nha. Tại vì tí nữa, hôm tuần sau em qua chương kiểm định nó cũng tính y la chang lại hai cái này. Kiểm định với lại thằng ước lượng nó là cặp bài trùng các em. Nó cũng có công thức, nó cũng y chang này, các bạn không học được, các bạn không tính được và không tính được cả ba chương luôn trong thằng thống kê đó. Là cái chương 3 là chương 8 nè. À, chương 9 nè, chương 8 nè và chương 7. Nếu bạn không tính được hai cái này là coi như ba chương này là delete đi nha. Coi như khỏi thi ba chương này á, bắt buộc phải tính được. Rồi, với cái bài này á là n nhỏ 30 thì mình dùng z alpha chia 2 hay mình dùng tn trừ 1 alpha chia 2 vậy. Bạn Quốc Lộc. Cô là tn trừ 1 alpha chia 2. Chính xác, đối với mẫu nhỏ là mình dùng cái thằng khoảng tin cậy nó lớn. À lộn, mức phân vị nó lớn hơn để cho cái tham số theta của mình nó lọt vào. Nên mình dùng phân phối Student. Đây là một cách giải thích để các bạn hiểu thôi. Còn quá trình chứng minh nó khác.
ha. Đây là một cách giải thích ngắn gọn và dễ hiểu nhất để các bạn hiểu là cái mức phân vị nó rộng hơn thằng chuẩn nên mình mới lấy nó đó. Vậy thì các bạn alpha của mình là nhiêu nè, là gamma là bằng 0,95. Vậy suy ra alpha bằng bao nhiêu vậy? Thanh Hiệp. Thanh Hiệp alpha bằng nhiêu em? Thanh Hiệp có đi học không? Có rồi. Em trừ đó thôi, lấy 1 trừ gamma thôi. Là nhiêu em? 0,05. 0,05 thôi. 0,05 thôi. Rồi, vậy 0,05, vậy ra chia 2 là nhiêu em? 0,025. 0,025. Đó. Vậy thì em tra cái bảng dịch cô, một bảng tra bảng là T14.0,025 bằng nhiêu? Bạn Phúc Thiện tra giúp cô cái Thiện. Dạ, cô đợi em tí ạ. Đây nè em, nhìn vào đây luôn. 14.0,025. 3,326. Ok. 3,326, rồi giờ mình ráp vào cái khoảng ước lượng của mình là x trung bình trừ epsilon, x trung bình cộng epsilon với cái epsilon. Rồi với epsilon nó sẽ bằng là, rồi epsilon nó sẽ bằng là t, thay vì giá alpha chia 2, vậy là tn trừ 1 alpha chia 2 nhân s chia căn n. Rồi em ráp vào s tn trừ 1 alpha chia 2 của mình là 3,326 nhân s của mình là bạn vừa mới chứng minh ra là s của mình là nhiêu nè? 0,9709. Chia căn bậc 2 của n, n là bao nhiêu nhỉ? N là 15. Rồi em bấm máy tính ra giúp cô cái này bằng bao nhiêu? Là epsilon. Rồi các bạn thay qua đây thôi. Cùng 0.8337. Cái này dạ nhiều em? 0.8338. Rồi, em lấy x trung bình của em là vừa mới tính được x trung bình của mình là 3,7 nè. 3,7867. Rồi em trừ cho 0,8338. Rồi đến lấy y chang không 3, chứ sao đi. 2.9529. 2,9529. Và tương tự em lấy là 3,7 đó. 46205. 4,6205. 867 nó em cộng cho thằng thằng epsilon của mình là 0,8338. Bằng này. Ok. Mọi người hiểu bài không? Comment cho cô ở cái trường hợp 3 này mọi người hiểu bài không? Rồi cô vừa điểm danh luôn nha, xí nữa cô phải điểm danh. Quang Huy hiểu bài không Huy? Vinh Quang hiểu bài không? Dạ hiểu cô. Hữu Tài. Dạ được cô. Ok, Thành Tài hiểu bài không em? Thành Tài ơi, có đó không em? Thành Tài ơi. Rồi ok. Rồi vậy thì giờ ba trường hợp để rồi nha. Giờ đến cái trường hợp thằng tỷ lệ với thằng thương sai thì cô qua cái sách
của mình. Rồi bài của 844 là đây. Không, bài 844 là nó kêu là xây dựng cái khoảng ước lượng cho thằng sigma bình mà mình nhìn vào mình biết rồi. Còn bài nào nó cho varian á, nó không có cho. Là các bạn mới nhìn không thấy, các bạn mới nhầm với thằng My, nhầm với thằng anh nè, confident của standard deviation này đó. Là cái bài 4.8 này, các bạn nhìn vào cái đề này các bạn, nó ghi là contrast xây dựng cái khoảng tin cậy 95% cho cái interval of standard deviation này, chứ không phải là mean nữa. Nên cái đề nó ghi là standard deviation là các bạn biết là ước lượng cho thằng sigma, có nghĩa là mình ước lượng cho thằng sigma bình xong rồi mình căn bậc 2 lên để ra được thằng sigma. Đó. Coi thử. Bài nào khó khó làm đi. Rồi bài chúng ta làm 8.50, bài này khó hơn một xíu. Nhìn cái bài này các bạn thấy cái dữ liệu là vào báo máy tính kẹt đẹp luôn cho cô, cái thằng là thằng x trung bình với thằng s là nhiêu, tại vì cái bài công thức thằng sigma của mình có thằng s đó các bạn. Rồi bài 8.50 này nhìn nè, các bạn đọc đề các bạn nhìn từ khóa cuối cùng là gì, xây dựng khoảng tin cậy này, xây dựng tính toán này. Confident interval là khoảng tin cậy này. Cho standard deviation là cái gì mọi người? Cái gì vậy Lệ Hoài Vũ? Nếu người ta nói là cái gì? Là sigma cô. Đúng rồi, sigma. Còn nói varian là cái gì em? Là sigma bình nữa. Đúng, chính xác. Nếu mà nó nói là varian kia là sigma bình nha. Đó, cổng này là sigma. Thì mình cũng đi ước lượng sigma bình căn bậc 2, 2 cái kết quả nó đặt ra. Phải nhớ công thức cho cô nè. Nhìn vào đây bực cái liền là cái công thức của mình là sigma bình nhỏ hơn bằng, nó sẽ là n trừ 1 nhân thằng s chia cho chi bình phương n trừ 1 alpha chia 2. Giả sử mình không nhớ đi, mình cứ để alpha chia 2 cho cô. Rồi n trừ 1 nhân thằng s chia cho chi bình phương n trừ 1 1 trừ alpha chia 2. Đó. Vậy á, các bạn cứ tính tra bảng hai giá trị này cho cô trước đã rồi tính. Đây. Rồi còn đối với dữ liệu này nè, một bạn bấm máy tính ra thằng S giúp cô. Đối với dữ liệu này nè, cho thằng S giúp cô nhiều. Mình không tính thằng X trung bình nha, mình mà tính thằng S. Nhưng muốn tính thằng S thì mình cũng phải bấm dữ liệu này. Một bạn bấm giúp cô đi. Huy Nam bấm giúp cô đi Quyên. Trời, nhập máy kìa.
Ok, nhập đi em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi em nhập khoảng khoảng cho cô đến đây thôi. Mình không làm tính hết, mình lấy đến đây thôi, cho nó nhanh. Được không em? Yeah. Dòng đầu tiên thôi em. Lấy N nó sẽ bằng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. N 15. Rồi coi. Rồi từ từ cô coi thử N 15 thì nó có ra kết quả không nha. N 15 nha. Vậy thì F bằng bao nhiêu em? 17.397398. S nha em. Ờ, ok. Rồi, cái S rồi, vậy mình ráp vào nè. Mình ráp vào nó sẽ là một sức là bình phương nhỏ hơn bằng nè. N 15 thì trừ 1 là cộng 14. Nhân với 17.398. Rồi, N trừ 1 nè là 14 luôn. Nhân với 17.398. Nhớ công thức làm ra mà các bạn. 17.398. Rồi các bạn chia nè, chia nè. Giả sử không biết cô cứ để đại đi, cô không biết thì có phải là sigma bình 14 phẩy alpha ở đây là nhiêu? 95% là gamma. Vậy suy ra alpha sẽ bằng 1 trừ 0.95. Nó sẽ bằng 0.05. Vậy cái này nó là sẽ bằng là 0.05 chia 2. Rồi bên này nó là chi bình phương 14.1 trừ 0.05 chia 2. Rồi, các bạn tra cho cô đi. 0.25, 14 với 0.025 nha. Tra 27, 28. 14 với lại 7, 14 nha các bạn. Chia bình phương nè. Các bạn chia bình phương là có cái từ này nè các mọi người. Đây. Rồi tra 14. 14 nè. 14 với 0.025. Là các bạn thấy ra được 26/12 không? Alo mọi người thấy không? Đây cô ra ra đây là 26/12. Đây là 26/12. Làm trắc nghiệm nha các em. 26,12. Giờ cô có tra cái thằng này thử bằng nhiêu? 1 trừ 0.025 là bằng nhiêu nhỉ? Là 0.975 đúng không? Vậy thì 14 với 0.975 tra bảng nè, 0.975 ở đây. Có phải 5.63 không? Mọi người ổn không mọi người? Rồi lấy cùng một số chia cho hai cái số này dùng cô cái. Sigma bình nó nhỏ hơn mấy, lớn hơn mấy? Các bạn thấy cùng một số mà chia số lớn hơn thì chắc chắn nó sẽ ra nhỏ hơn. Các bạn để chuyển vào nè. Chuyển vế, chuyển cái thằng này nè, qua đây. Tại vì một số chia số lớn hơn, rồi chuyển cái thằng này qua đây. Đó. 43.26 và là lượng là em làm cái cận nào trước vậy? Bé hơn cô cận bên đây. À 43.263 hả? Rồi, cận ở trên này. 93.251. Rồi cái nào lớn hơn mình lấy để ở trên, cái nào nhỏ hơn mình để ở dưới thôi. Nếu mà mình không nhớ cái chỗ mà 1 trừ alpha chia 2 với alpha chia 2 thì cứ tính ra đi em. Số nào lấy lớn hơn thì là cận trên, số nào nhỏ hơn là cận dưới. Không có gì phải lo lắng. Rồi cái bài này mọi người hiểu không? Anh Khoa hiểu bài không? Dạ hiểu cô. Rồi Triều Hưng. Triều Hưng hiểu bài không em? Dạ hiểu cô. Chi Phát. Duy Pháp có đi học không? Quốc Bảo. Dạ yeah, hiểu cô. Ok rồi, rồi cô qua đến bài tỷ lệ này. Bài tỷ lệ nó dễ lắm, bài tỷ lệ dễ hơn nữa. Cô
Bạn nhìn vào cái sách giáo khoa nha các bạn. Rồi các bạn đọc đề các bạn thấy nè, tính toán 95% cho cái defective. À, đọc đề các bạn thấy nè, 300 với lại 13 là các bạn thấy là n với m nhỏ. À vậy lấy n3 hồi nãy cô làm rồi này, lấy 13 chia 300 là ra được là S. Đó, S chính là cái B mũ trong sách á mọi người, S chính là cái B mũ trong sách nha. Giờ thì cái bài khác đi. Giả sử bài bài 855 đấy. Hôm sau là bài kiểm tra nha các bạn, có 4 dạng bài tập này thôi, 3 dạng bài tập. Rồi, các bạn nhìn vào bài này các bạn thấy cho cô là nó sẽ cho các bạn là một cái đặc trưng T nào đó. Ví dụ như là nó sẽ có là 780 cái gì đó, một số lớn hơn, và một số 420 nó bình chọn cái câu này. Đó, 780 cái lá phiếu nhưng mà trong đó có 412 cái lá phiếu bình chọn trong bus. Vậy thì các bạn nhớ cái đặc trưng T là cái thằng này nè, obvious nè, đó. Vậy cái F của mình hay là cái P mũ, cái P mũ trong sách á, thì mình học theo cô luôn đây thì ghi F đi ha. Nó sẽ bằng 412 nè, chia cho 768 nè. Là mình ra cái thằng F của mình rồi, bấm máy cho cô được thằng này nhiều. Nhiều em. Không phải 5364. Rồi công thức của mình nhớ nè, thằng F của mình trừ epsilon và thằng chấm phẩy F của mình nó sẽ cộng epsilon. F của mình cộng epsilon. Mà cái epsilon các bạn nhớ nè, cái thằng phân phối với tỷ lệ này nó cũng có phân phối chuẩn, cái thống kê có phân phối chuẩn nên cái mức phân vị nó là sẽ giá alpha chia 2, nó y chang cái trường hợp 1, trường hợp 2 của cái thằng trung bình. Còn sigma chia căn n nó sẽ là s nhân 1 trừ s chia n. Vậy sẽ bằng là các bạn thấy 95% thì giá alpha chia 2 các bạn nhớ luôn cho cô bằng bao nhiêu. Gamma bằng 0,95. Vậy suy ra alpha bằng 0,05. Thì suy ra giá alpha chia 2 bằng nhiêu? Bạn nào không biết thì mình làm phiên ngược nha. 1 trừ alpha chia 2. 1,96. Ờ còn nhớ luôn 1,96. Rồi, dây căn bậc 2 của 0,05 bấm máy tính giúp cô nè, 0,536 nè. Nhân 1 trừ 0,5364 giúp cô, sorry. Sáu bốn nè, nhân 1 trừ 0,5364 nè, đó chia cho n của mình là 780, cái này là m, chia cho n, nhớ nha các bạn, m này là cái phần tử có đặc trưng t, phần tử có đặc trưng t, đặc trưng t. Trong t bây giờ cái đặc trưng t trong bài của mình bây giờ là chọn trong bút. Trong bus. Đó. Và cái tên tổng số phiếu là n, n chính là 768. Bấm vào máy dùm cô. Bấm máy ra nhiều. Đấy. Chấm 3526 0.0352 353 cũng không chấm 0.0352 rồi thay vào đây thôi. S
của mình là nhiêu? S của mình là 0,5364. 0,5364 trừ 0,0353 0,0354. Rồi cạnh trên trừ cạnh dưới cộng ra được đáp án. Còn câu B nó nói là lao thì chọn cái cạnh dưới thôi. Thường thường câu B nó sẽ đổi lại cái gamma này để em tính lại cái thằng S giá 5,2 này. Đó, để cho nó kết quả nó khác đi. Rồi cả lớp hiểu bài này không? Comment cho cô thử hôm nay học hiểu không? Ghi phát đi học em. Ghi phát đi học không vậy? Rồi có kiện không? Có điểm danh lại nè. Mọi người coi thử nha. Ghi phát có đi học không em? Thành tài. Mấy bạn nào mà bị ốm rồi F0 thì cứ nói cô, chứ bạn nào biết thì nói cô có điểm danh lại nha. Đắc Minh, Quốc Bảo, rồi ok. Rồi mọi người ơi, mọi người hiểu bài hôm nay không? Có 5 bài tập đó thì cô giảng lại 5 dạng bài tập rồi, mọi người ok hết không? Comment cho cô biết cho các bạn để biết hôm sau thứ 6 là bài kiểm tra nha. Thứ 6 cô cho là bài kiểm tra đó. Thứ 6 là thời gian nó sẽ ít hơn đó. Làm xong rồi cô sửa bài luôn. Hoặc có thể là mình học qua chương mới để cho nó kịp chương trình. Các bạn ơi, cô thật lòng nói với các bạn một câu gì nè. Về nhà bấm máy tính cho nó được thằng X trung bình với thằng S chúng cô. Tại vì cái chương 7, chương 8, chương 9 nó liên quan với nhau. Rồi Duy Pháp nghe nói đi em. Ok ok, xíu nữa cô sẽ nhận lại. Ok. Rồi, các bạn hiểu bài hết chứ mọi người? Ok chứ mọi người? Rồi cả lớp ơi, thứ 6 mình làm bài kiểm tra nha. Hoặc là các bạn muốn thì thứ 7 cũng được, thứ 6 học bài mới. Ok mọi người chọn thứ mấy nè.